Cái này do tôi nghiên cứu ra, dụng cụ đo chuẩn nhất lượng độc tố trong cơ thể của cậu. Tia hồng ngoại sẽ tự động đo lường, không cần rút máu, tiện lợi trực quan nhất. Cậu thật sự muốn làm thí nghiệm với Lâm Tố Nhi? Có vấn đề gì sao? Thực ra, cậu có từng nghĩ thứ có thể giải độc được không nhất định là Lâm Tố Nhi, hoặc là những cô gái khác cũng có thể. Bà Khuynh Ngang có bệnh sạch sẽ bẩm sinh rất nặng, đừng nói là con gái, bình thường người anh em như mình cũng không thể tùy tiện đụng vào. Không được, không hề do dự. Ngoài cô ấy ra, tôi không muốn thí nghiệm với ai khác. Tại sao lại không được? Thử thì cậu mất miếng thịt nào à? Cậu có biết con trai con gái bên ngoài thích cậu mà xếp thành hàng thì có thể bao lấy một vòng trái đất không? Chỉ cần tùy ý làm chút hành động thân mật với một cô gái, ví dụ thế này, cầm tay, ôm một cái đại loại như thế, dầm. Bạc thiếu, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát tới Tô Gia rồi. Cậu đừng tự làm khó mình. Tôi biết cậu có bệnh sạch sẽ, nhưng cậu có thể cố gắng khắc phục nó, nghênh tiếp cái khó được không? Tự làm mình, đón tiếp nam nhân. Trương Tung, cậu tới đúng lúc lắm. Ông chủ của cậu rõ ràng như hòn đá thiếu linh hoạt. Mau cùng tôi thuyết phục cậu ta đi, lại còn cùng nhau, ngủ cùng. Mỗi bên một người. Làm phiền rồi. Trương Tung sao thế? Alo, Bạc Khuynh Ngang, anh có thể tới cứu tôi không? Lâm Tố Nhi, cô đang ở đâu? Run rẩy, xẹt, mất đôi mắt rồi. Khe, đừng ma, á. Uinh, rầm. Lâm Tố Nhi, cô không sao chứ? Bạc Khuynh Ngang, cố lên, không được khóc. Hình như không chịu được nữa. Không chịu nữa. Oa, sao giờ anh mới tới? Sao rắn trong rừng này lại đáng sợ thế? Ăn vàng ăn bạc mà lớn hay sao? Đáng sợ lắm. Nó còn biết hô mưa gọi gió, ghê gớm lắm. Tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất, lại đang run rẩy. Ôm lấy. Không sao rồi. Tôi tới rồi. Ừ. Bạc thiếu, 15 con rắn đều không phải là loại sinh sống trong vùng này. Hơn nữa hình như bị chuốc thuốc. Xem ra là có người cố ý thả ở đây. Mình đã coi thường đám thiên kim đó rồi. Tuy không có đầu óc, nhưng tâm địa độc ác hơn mình tưởng tượng nhiều. Bà đây không thị uy, lại nghĩ bà đây là con trồn sao? Muốn làm gì thì làm. Bà Khuynh Ngang, anh có thể đưa chúng cho tôi không? Cô muốn làm gì? Nợ máu phải trả bằng máu. Lấy độc trị độc, răng rắc, răng rắc. Lữ quán Ôn Tuyền. Ha ha, ha ha. Con ngốc Lâm Tố Nhi đó lại thật sự tin chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm. Nói nó não tàn là còn khen nó đó. Hai, Nhu Nhi, chị của cậu vốn là đồ ngu, sao cậu vẫn bị nó bắt nạt thế? Sao mình có thể so sánh được với Vũ Cầm? Cậu vừa thông minh vừa lợi hại, một lúc đã biết cách đối phó với nó. Nhưng mà Lâm Tố Nhi không phải là con ngốc. Khi xưa nữa, sẽ không sao chứ, lỡ có chuyện gì. Thu cái bộ dạng sợ hãi của cậu lại, vừa nhìn là đã thấy phiền. Cho dù có chuyện gì thì sao? Mạng của con tiện nhân đó đáng mấy đồng tiền. Lâm Tố Nhi đó có lợi hại hơn nữa, ở địa bàn của Tô Gia cũng phải ngoan ngoãn thôi. Muốn trách thì trách nó chọc vào người không nên chọc. Cầm Vũ sợ cô ta cô đơn, còn đặc biệt thả rắn vào trong rừng. Mình nghĩ bây giờ nó đã sợ tới mức tè ra quần rồi. Chẹp, nước tiểu có gì hay ho? Mình muốn thấy nó bị rắn cắn nát bét ra cơ. Một con tiện nhân không ra gì cũng dám thu hút sự chú ý của chị Tư Ngang. Đúng là nực cười. Dù sao kẻ mạnh tiện cũng chỉ xứng sống với đời tiện nhân. Tao sẽ đợi mày bị bọn chúng dọa tới điên hoặc là chết luôn. Thế thì ánh mắt của chị Tư Ngang sẽ chỉ đặt trên người tao thôi. Hi hi.
Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, uống xong ly rượu này thì mau đi thôi. Bên ngoài có biết bao nhiêu người đang đợi tôi đấy. Cạn ly. Rầm. A. Lâm Tố Nhi. Sao? Sao cậu lại quay về? Tôi đợi trong rừng rất lâu, cũng chẳng thấy cậu tới tìm tôi. Nên tôi tự tới tìm cậu. Các cậu không tới đón tôi như lời hẹn sao? Chúng tôi cũng không cố ý, mà là, quên mất. Rốt cuộc cô ta gặp vận may chó má gì, thoát khỏi được cánh rừng đó. Quên mất, lý do này thật tắc trách. Cho các cậu 5 giây, nghĩ ra một lý do đáng tin. Nếu không, khuôn mặt toàn phi lơ đó của các cậu. Sẽ không thể gặp ai nữa đâu. Là Tô Cầm Vũ làm cả, là cậu ấy chỉ thị chúng mình, không liên quan tới chúng mình. Mình dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, còn 30 vạn fan nam đang chờ livestream của mình. Tha cho mình đi, hu hu hu. Không biết xấu hổ, chưa gì đã bán đứng bà. Rắn độc rõ ràng là do mày chủ động đề xuất tặng tao. Chẹp chẹp chẹp, đúng là chó cắn chó, mồm đầy lông. Nhưng nhìn mấy người tự cắn nhau thì không đủ kích thích. Tôi sẽ tặng các người chút chất xúc tác nhé. Á, à, đừng qua đây. Có ai không? Mau tới bắt rắn. Á á, rắn là rắn. Á á, nó bơi qua đây rồi, cứu với. Rắn chạm vào tôi rồi. A, à, giúp tôi với. Ai giúp tôi với? Lá gan bé tẹo, còn học đòi người ta bày trò. Chẹp chẹp chẹp. Lâm Tố Nhi biết, hầu hết con gái đều sợ động vật thân mềm như rắn. Cô cũng biết, đối mặt với những kẻ giáp tâm muốn lấy mạng mình, lúc có thể ra tay thì không thể đứng yên. Mau cút qua đây cho bà, xử lý đám rắn này đi. Người ta sợ rắn lắm, có ai giúp mình bắt rắn không? Vô cùng đáng thương. Đi ra, á. Cái chất lỏng màu vàng kia, không phải chứ, đường đường là hoa khôi của trường, lại bị dọa tới mức này. Mẹ, còn không mau chụp lại, dành trang nhất ngày mai. Kinh động như thế, lúc này phải quay video mới được. Đừng chụp nữa, mau, mau bắt rắn đi, cứu mạng. Được rồi, xong việc rồi. Bên ngoài thì tươi cười, nhưng tay lại run rẩy. Tại sao? Rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn tự mình thả rắn. Cớ gì phải như thế? Muốn giáo huấn bọn họ, tôi kêu Trương Tung làm là được. Người đàn ông này sao tự dưng lại nắm tay mình? Vốn không rút ra được, mạnh mẽ áp chế, nắm chặt. Trả lời tôi, nếu đã sợ, tại sao lại làm vậy? Tại sao lại làm vậy? Đời trước, mình vì thông minh lanh lợi nên được sư phụ sủng ái. Nhưng cũng vì vậy là bị bao nhiêu người đồng môn đố kỵ. Có một sư tỷ tới từ Nam Cương, cố ý lừa mình mới 5 tuổi vào động rắn. Muốn mình bỏ mạng. Khi ấy toàn thân mình bị rắn cắn, trúng hơn 100 loại độc rắn. May mà cuối cùng sư phụ kịp thời phát hiện, dốc hết sức lực chữa trị cho mình suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới kéo được mình từ quỷ môn quan trở về. Cả đời mình cũng không thể quên ánh mắt đáng sợ trong bóng tối, làn da lạnh lẽo của những con rắn, cùng với nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Nhưng qua chuyện hôm nay, mình hiểu được một đạo lý. Nếu mình cứ mãi sống trong sợ hãi, sau này sẽ còn càng nhiều người lợi dụng điểm yếu này để làm tổn thương mình. Có những thứ phải luôn nghĩ cách khắc phục. Càng không thể để người khác biết đó là điểm yếu của tôi. Nếu không, những cô gái này sẽ nghĩ cách lợi dụng nó để giày vò tôi. Thế nên dứt khoát tự mang đống rắn này quẳng vào trước mặt bọn họ, tạo cho bọn họ bóng đen tâm lý. Cũng để bọn họ biết, đừng dùng mấy cách hạ lưu này để đối phó với Lâm Tố Nhi tôi. Tuy tôi tên Lâm Tố Nhi, nhưng tôi không ăn chay. Tôi rất dữ, méo méo. Nhà đầu này thật khiến mình có cái nhìn khác. Này, anh còn không mau buông tay tôi ra. Lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao? Lâm Tố Nhi, cô không muốn bị người ta nhìn thấy chúng ta ở bên nhau như vậy sao? Từ nhỏ,
những cô gái xung quanh, có ai mà không muốn bám lấy mình. Nhưng Lâm Tố Nhi thì khác, lại sợ bị người ta nhìn thấy mình và cô ấy ở cùng nhau. Tự nhiên có chút khó chịu. Bị người ta bắt gặp đang ở cùng anh sẽ rất phiền phức. Dù sao, đám con gái đó mà đố kỵ thì lực chiến đấu sẽ tăng cao. Còn anh, có ngoại hình rất thiếu an toàn. Cô ấy vừa khen mình đẹp trai sao? Tôi đi lấy chút đồ ăn, anh ở bên này đợi tôi chút. Trương Tung, có, đi điều tra rõ mấy nữ sinh hãm hại Lâm Tố Nhi hôm nay, cho chút giáo huấn đi. Vâng, Bạc Thiếu. Đây là lần đầu mình thấy Bạc Thiếu thế này, anh ấy thật sự tức giận rồi sao? Mấy vị tiểu thư không biết tốt xấu, mọi người tự cầu nguyện đi. Đã bắt hết chưa? Bắt hết chưa? Chúng tôi đã xử lý đám rắn đó sạch sẽ rồi. Đại tiểu thư đừng sợ, 15 con rắn đều đã ở đây. Lâm Tố Nhi, mày hay lắm, dám sỉ nhục tao. Đợi tao nói cho cha tao biết, để Lâm gia của mày phải rời khỏi Hoa Hạ. Đại tiểu thư không hay rồi. Làm gì thế? Vội đi đầu thai hả? Là điện thoại từ bên nhà cũ, nói lão gia vì trốn thuế trái phép bị người phía trên bắt đi rồi. Cái gì? Vậy mẹ tôi đâu? Phu nhân ôm tài sản trong két sắt chạy rồi. Đại tiểu thư, cô tỉnh lại đi. Ngất tại chỗ. Ôi mẹ ơi, người Tô gia bị bắt rồi. Thế có nghĩa là sắp phá sản hả? Tôi thấy lần này Tô gia gặp xui xẻo lớn rồi. Chắc là đã đắc tội với người không nên đắc tội chăng? Nếu không sao tự nhiên lại? Thật hay giả, vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục chơi với cô ta sao? Nói thật, tôi đã chịu đủ tính khí của cô ta từ lâu rồi. Đi đi đi, ai thèm tiếp tục chơi với loại người này chứ? Bộ dạng tiểu công chúa nhìn thấy thật là đáng ghét. Cái gì? Không lẽ Tô gia cứ thế mà sập sao? Mình còn mong Tô Cẩm Vũ giúp mình đối phó với Lâm Tố Nhi nữa mà. Tức chết mất, con ngu đáng chết Lâm Tố Nhi kia, sao mệnh lại tốt như thế? Mình không cam tâm, mình không cam tâm. Nhu Nhi, anh nghe nói tự nhiên buổi tiệc có rắn nên chạy tới đây, em không bị thương chứ? Anh Viễn Chi, sao anh lại tới? Đồ ngốc, đương nhiên là lo cho em cho nên mới tới. Mấy hôm nay em chẳng trả lời tin nhắn của anh tới nhà tìm em, mẹ em thì đuổi luôn anh đi nếu đã gặp được em. Có câu này anh phải hỏi cho rõ ràng, hôn ước của chúng ta rốt cuộc còn tính hay không? Cái gì? Tên đội mũ xanh này vẫn vọng tưởng kết hôn với mình, cũng không nhìn lại bản thân mình đi, anh xứng sao? Bao nhiêu người đang nhìn, đẩy. Đừng có lôi lôi kéo kéo. Rầm. Á. Tống học trưởng, anh không sao chứ, đừng dọa em. Tránh ra. Đập vào đầu sao? Trời ơi, sẽ không có chuyện gì chứ. Không chết người chứ, mau gọi cứu thương đi, mau lên. Em không cố ý, anh Viễn Chi, anh đừng dọa em. Đầu bị va đập mạnh, bên trong bị tụ máu nhẹ. Phải mau chóng châm cứu, kích thích huyệt vị, đánh tan máu bầm. Lâm Tố Nhi, cô cầm kim làm gì? Có phải cô muốn hại anh Viễn Chi không? Tôi muốn châm cứu cứu người. Mau bỏ cái móng heo của cô ra, nếu không tôi chặt đứt nó. Cô đừng nói linh tinh, cô chưa từng học y, sao lại biết châm cứu? Ai chẳng biết cô luôn đố kỵ anh Viễn Chi đã chọn người xinh đẹp như hoa là tôi đây. Vì thế cô mới đối phó với tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi thấy cô chỉ mong anh ấy chết luôn mới đúng. Đồ độc phụ, rõ ràng là không biết. Vút, bốp. Xấu hổ. Linh ta linh tinh, phiền muốn chết. Anh em tốt, cảm ơn nhé, ra tay đẹp lắm. Châm vào. Nhà đầu Lâm Tố Nhi này, nghiêm túc lên nhìn cũng được đó. Sao trước kia lại không phát hiện ra? Cô ấy cũng khá thuận mắt nhỉ. Chuyên tâm chăm chú. Đợi đã,
sao mình lại cảm thấy Lâm Tú Nhi này khá thuận mắt. Mặt mộc không trang điểm phấn son, đẹp. Nóng lòng cứu người mà để lộ khuôn mặt trắng trẻo, đẹp. Đúng là càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thấy đẹp. Lâm Tú Nhi, cô lè mè cả buổi trời, rốt cuộc có được hay không? Không được thì đừng chữa lung tung, lỡ hại chết người ta thì làm sao? Ai dám làm phiền cậu ấy châm cứu thì đừng trách tôi không khách sáo. Dạ. Đợi đã, hình như Tống Viễn Chi tỉnh rồi. Tống Viễn Chi, anh cảm thấy trong người thế nào? Đẹp quá, là tiên nữ hạ phàm sao? Chắc không có vấn đề gì đáng ngại, về nhà nằm một lúc là có thể hồi phục rồi. Lâm Tố Nhi, cô vừa cứu tôi sao? Trước kia tôi đối xử với cô như vậy, cô không hận tôi sao? Tuy tìm chết là tự do của anh, nhưng lương y như tử mẫu, tôi sẽ không để bệnh nhân chết trước mặt của mình. Đáng ghét. Ồ đúng rồi, đây là danh thiếp mới của tôi. Giờ anh cũng coi như là khách của quỷ y Trần Sở của tôi rồi. Lần sau có cơ hội lại ghé nhé. Trời ơi, Lâm Tố Nhi châm vào một cái, Tống Viễn Chi đã tỉnh lại thật. Thế này thì thần kỳ quá. Tôi bị táo bón với chị, với hôi nách. Xin Lâm đại tiểu thư giúp tôi chữa trị. Đừng vội xếp hàng, từng người một. Còn cả mụn trứng cá của tôi, bệnh cuồng dịch dương thiên tỷ của tôi có chữa được không? Đúng là thần y mà. Chị Tố Nhi, bệnh cận thị của em có thể chữa được không? Hàng lông mi dày rơi xuống, đôi mắt to có thần. Lâm Tố Nhi, dung nhan thần tiên. Thình thịch, thình thịch. Mẹ ơi, con lại yêu rồi. Này, đừng có chen. Chàng trai phía trước kia thu ánh mắt háo sắc với cái miệng chảy nước miếng của cậu lại. Ngoại trừ xem bệnh thì đừng có mấy ý nghĩ linh tinh. Nếu không, tôi một trưởng đánh bay cậu. Lâm Tố Nhi, sao cô đi lâu như vậy? Qua đây, tôi có việc tìm cô. Bạc thiếu, tại sao mỗi lần Bạc Khuynh Ngang xuất hiện là sẽ có một ánh hào quang? Mỹ sắc hại người, mỹ sắc hại người. Mình đường đường là thiên tài tiểu thần y, từ bao giờ mắt lại sinh ra ảo giác thế này? Không có gì, chỉ là đi phát triển thị trường một chút thôi. À đúng rồi, giới thiệu cho anh, đây là người anh em tốt của tôi, chị Tư Ngang. Nhờ có cậu ấy, kỳ lạ, người đâu? Ban nãy vẫn còn ở đây mà. Bạc thiếu, không còn sớm nữa, vẫn còn hơn 10 cuộc họp qua điện thoại đang chờ xử lý. Biết rồi. Cầm lấy. Đây là gì? Đó không phải là nộ hôn thiên sứ sao? Là bảo vật gia truyền trong truyền thuyết có giá trị liên thành của Bạc gia. Nghe nói nụ hôn thiên sứ là di vật của mẹ Bạc thiếu để lại, nói là để chuẩn bị cho người vợ tương lai của anh ấy, là thứ chỉ truyền lại cho chủ mẫu Bạc gia. Đây là muốn tặng Lâm Tố Nhi. Mình ghen tị quá, thèm quá. Dựa vào đâu chứ? Bạc thiếu, anh cũng nhìn em đi. Cay quá. Anh có ý gì? Hu, lại thêm một anh trai kết hôn sớm. Tôi không sống nữa. Cậu độc thân mà chết thì chẳng có cặp tình nhân nào là vô tội. Độ pH trong máu của tôi đang tăng lên, trong dạ dày của tôi toàn là chanh. Không sốt mà, sao lại bắt đầu nói linh tinh rồi? Bày ra bộ mặt quan tâm. Lâm Tố Nhi, cô thật sự, cô gái này, mình thật lòng cầu hôn cô ấy. Cô ấy lại nghĩ mình ấm đầu nói lung tung. Xong rồi, có phải hàn độc kia có tiến hóa khác thường không? Đóng băng não của anh ta luôn rồi. Nếu không phải não có vấn đề, sao cái tên Bạc Khuynh Ngang này lại tự nhiên cầu hôn mình? Đời trước mình không thể tìm ra cách giải độc băng hàn, bây giờ mẹ nó, độc còn học cách tiến hóa, lẽ nào mình phải bó tay sao? Anh đừng động đậy, để tôi bắt mạch cho anh. Không vui. Đầu tôi vẫn bình thường, cũng không sốt, tôi nghiêm túc. Ánh mắt này, quả thực không giống như đang phát bệnh. Thế người đàn ông này, thật sự muốn lấy mình, cái quái gì thế?
Tôi không đồng ý. Tại sao? Rất không vui. Nắm, rất đơn giản. Bởi vì tôi không muốn làm quá phụ. Tôi nghiêm túc đó. Lâm Tố Nhi tôi, 18 tuổi mỹ mạo như hoa, trước kia cũng coi như là cành hoa đẹp nhất nhì. Nghiên cứu đông y bao nhiêu năm, không có đối thủ, cũng coi như là tiểu học bá. Không muốn tuổi còn trẻ mà đã sống cô quả. Bạc Huynh Ngang, tuy anh có tiền có quyền, nhưng nghĩ kỹ, lỡ may một ngày anh đột ngột qua đời, há không phải nửa đời sau tôi phải sống trong cảnh giường đơn cối chiếc sao? Chị gái à, nói ít lại được không? Tôi thật sự sợ Bạc Thiếu sẽ giết chị trong cơn thịnh nộ mất. Thế nên tổng kết lại, tôi thật sự không thể gả cho anh đâu. Cô ấy nói đúng, Độc Băng Hàn của mình có thể sống tới giờ đã là kỳ tích. Cơ thể của đứa bé này chẳng trụ được mấy năm đâu. Bạc thị phải mau chóng chọn ra người mới để kế thừa gia tộc đi. Dù sao đứa trẻ có thể thay thế nó cũng rất nhiều, hà tất phải lãng phí vào một người chắc chắn sẽ chết chứ. Xuyệt, nói nhỏ thôi, Bạc Thiếu chưa chết đâu. Coi chừng bị cậu ấy nghe thấy. Nắm chặt, mấy năm nay luôn dựa vào chính mình sống qua ngày. Nhưng nếu không có cách hoàn toàn xóa bỏ được Độc Băng Hàn, ngay cả mình cũng không rõ còn trụ được thêm mấy năm. Nhưng mà dám to gan nói tôi sẽ chết thì cô vẫn là người đầu tiên. Nhà đầu này đúng là càng ngày càng khiến người ta mê mẩn. Trả lại cho anh. Lý do từ chối có cần tôi nhắc lại lần nữa không? Cô gái này, rốt cuộc phải xử cô ấy như thế nào đây? Đồ Bạc Khuynh Ngang tôi đã tặng thì sẽ không đòi lại. Dù sao cũng chỉ là một viên đá mẻ để ở chỗ cô, coi như tiền đặt cọc chữa bệnh. Bạc Thiếu, anh có biết viên đá mẻ mà anh đang nói có giá trị mấy trăm triệu không hả? Anh ta kiên quyết như thế, từ chối tiếp thì Bạc Khuynh Ngang sẽ khó xử. Mình vẫn nên tìm cơ hội khác trả lại cho anh ta thôi. Vậy tôi sẽ thay anh bảo quản nó nhé. Đợi khi nào anh muốn lấy lại thì nói cho tôi biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc Bạc Thiếu cầu hôn thành công hay thất bại thế? Chắc không thất bại đâu nhỉ, đường đường là Bạc Thiếu mà. Lại có lúc bị từ chối sao? Tôi thấy chưa chắc đâu. Nhà đầu Lâm Tố Nhi đó trước giờ không tuân theo lẽ thường. Các cậu nói, có khi nào cô ta là khắc tinh của Bạc Thiếu hay không? Ha ha ha. Chuyện tối nay, ai dám truyền ra ngoài nửa chữ thì biết hậu quả thế nào rồi chứ. Ác khuyển lên sóng, vâng. Bạc Thiếu yên tâm, chuyện anh cầu hôn thất bại tuyệt đối không bị ai nhìn thấy đâu.